Ok cho anh em à, hôm nay là gửi cho anh em ít ít mồi lua nha anh em. Đó, đây là những con mồi lua đến từ thương hiệu của giống như con này Daiwa nè. Đó, đây là hai con Mirabass, đây cũng Mirabass luôn. Bên đây sẽ là hàng Duo. Đó, bên đây là một vài con bóp nha anh em, bóp đánh biển. Trên đây là mấy con cờ rắc cho anh em câu cá lóc, cá hanh, cá cháp, và anh em có thể luôn nheo. Đó, rồi để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không dấu vết shop lên á thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đi gửi anh em mã số 1, thì mã số 1 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Jackson nha anh em, một con Jackson. Thì con này các sừng của nó là đi theo kiểu dock nha anh em, nó đi ở trên mặt nước, nó sẽ lắc qua lắc lại thế này. Đó, đây tên nó đây anh em. Đó, thì cái này còn hai cặp lưỡi bé ngót nữa nè. Đó, mọi hình tương đối đẹp. Đó, khoảng quan tốt. Con này chuyên về cho anh em lưu chẻm nhé, lưu chẻm, lưu câu đầm, câu nho, câu cá măng. Đó, đánh sẽ đi trên mặt nước nha. Con này nổi nha anh em, nổi đi nó sẽ lắc qua lắc lại. Đó, thì con này nó dài sẽ là 80 mm, nặng 9 g. Rồi giá công khai mã số số 1 giá sẽ là 75k nha anh em, 75k mã số 1. Đó, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Đây, một con Daiwa Benlin. Đó, thì con này đánh giống kiểu đốt và bóp như này, đánh thì nước sẽ băng ra hai cái mang nè. Đó, sẽ dần ra hai cái mang tạo áp sịch. Đây, con này nổi nha anh em, con này nổi và ngoại hình còn tương đối ok. Đây, tương đối sạch nha, bóp một con bóp của Daiwa khá là ok nha anh em. Thì con này nó dài sẽ là được là 110 mm nha anh em, dài 110 mm, nặng là 15 g. Và con này nó dạng nó về cho anh em câu gần nha anh em, câu gần, câu kè, và anh em có thể câu đầm, vì con này nó nặng tới 15 g nặng. Đó, ngoại hình tương đối ok. Rồi giá công khai mã số 2 giá là 115k nha anh em, 115k mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 sẽ lên cho anh em là một cặp nè anh em, một cặp mồi của hãng Mirabass nha anh em. À, đây anh em, Mirabass. Thì Mirabass thì hàng quá xịn rồi nha anh em, quá trời xịn luôn. Đây, thì hai con mồi này có thể nói là chưa qua sử dụng luôn, nó còn rất là mới đây. Đó, đây họ làm cặp mắt thì bé ngót luôn nè. Đó, phản quang thì ok. Đó, một con màu trắng và một con màu xanh. Đây, trắng bạch kim và màu xanh, phản quang rất là tốt nha, có thể nói là chưa qua sử dụng luôn. Đây, thì còn sạch hết. Thì con Mirabass này thì nó sẽ dài sẽ được là 80, dài sẽ là 68 mm nha anh em, 68 mm, nặng là 6.8 g. và con này nó dạng nó đi lửng nha anh em, con này dạng đi lửng và lặn mát được 2 m nha. À, lặn mát được 2 m và đi lửng. Rồi giá công khai một con này giá sẽ là 135k nha anh em. Đó, 135k một con nha anh em. Đó, hai con. Chiếc này về cái hai con thôi nha anh em. Đó, 135k một con, mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì gửi cho anh em vẫn là mồi của hãng Mirabass. Đây, Mirabass cho anh em. Đó, lại gần vừa. Đó, đây, đây. Hàng Mirabass thì anh em yên tâm. Đây, cặp mắt họ làm rất là xịn, công phu nha anh em, mắt công phu luôn. À, ngoại hình phản quang này làm rất là xịn, không có điểm nào để chê cho. Hai con này thì hàng đã qua sử dụng như nè, hàng đã qua sử dụng. Đó, nên hàng qua sử dụng. Đó, mà tổng thể ngoại hình phản quang đều rất là xịn nha. Thì con cặp Mirabass số 4 này thì nó sẽ dài là 90 mm nha anh em, dài 90 mm, nặng là 12.6 g. đó, và cái này thì nó sẽ nặng, nó nổi anh em, nổi và lặn mát được, con này nổi nha anh em, nổi nha, và lặn mát của nó sẽ được là 3 m nha anh em, lặn mát được 3 m, tùy theo cái sừng anh em kéo á, anh em kéo siết thì nó sẽ lặn sâu nha anh em, rất là đẹp nha. Rồi giá công khai một con này giá sẽ là 135k nha nè. Đó, 135k một con. Đó, mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 sẽ lên cho anh em là một cặp
mồi của hãng Duo. Đây, cặp mồi khá là xịn nha. Đây, hàng Duo nha anh em. Hàng này thì chuyên về cho anh em là câu gền nhé, câu gền. Đây, một con 7 màu và một con màu hồng phản quang. Đó, con 7 màu này thì vẫn có phản quang nha anh em. Đó. Đây, rất là đẹp. Hàng Duo này chuyên về cho anh em câu gền nha anh em, câu gền, câu kè. Đó. Cái này thì action nó rất là xịn nha. Đó. Anh em câu thì phản, anh em câu phản hồi rất là tốt luôn. Cặp này thì nó còn lưỡi luôn nha anh em, còn bé ngót luôn nha. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Hàng Duo thì khỏi bàn. Rất là xịn nha anh em. Thì Duo này thì nó dài sẽ là 95 mm nha anh em, dài 95 mm, nặng sẽ là 30 g. Đó. Rồi, giá công khai mã số 5, giá sẽ là 145k, 140k một con nha anh em. 140k một con, và cái con này action của nó sẽ là sinh kinh nha anh em. Đó. Con này sẽ chìm nhá, sinh kinh. Đó. Con này chuyên về cho anh em câu nhồng nè, câu chẽm, câu cá vượt nè, đó, câu cá hồng. Rất là thích mấy con này. À, mấy con này đánh action rất là xịn. Mã số 5, 140k một con. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 gửi cho anh em là một con bóp, con bóp của hãng Kencat nha anh em. Đây. Tên của nó đây nè, Kencat. Đây, rất là đẹp nhá. Đây, cặp mắt này. Quá trời xịn sò luôn. Con này cũng có thể nói là chưa qua sử dụng luôn, rất là mới. Quay cận cảnh cho anh em xem luôn nè. Đó. Thì con bóp này thì là một con bóp dài sẽ là được 65 mm cho anh em, dài 65 mm, nặng sẽ là 10.5 g. Và con này vẫn chuyên về cho anh em câu chẽm, câu đầm, đó, câu cá măng, cá nhông. Đó. Nổi anh em, nổi là nó bóp. Rồi, giá công khai mã số 6, giá sẽ là 95k nha anh em, 95k mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 sẽ lên cho anh em là một con mồi của hãng Tiaco. Đó. Đây, một con mồi của hãng Tiaco. Tên của nó đây anh em. Đó. Đây. Rất là đẹp nha. Thì con Tiaco này thì nó dài sẽ được là 80 mm nha anh em, dài 80 mm. mm, nặng nó sẽ là nặng được 8 gram nha anh em, nặng 8 gram. Và con này nó dạng nổi và nó lặn được là 30 cm nha anh em. Đó, nổi và lặn được 30 cm. Ngoại hình tương đối ok, đẹp. Con này vẫn chiên chẽm nha anh em, chiên chẽm, chim nhồng và cá măng. Đó, chiên và cá chẽm, nhồng, cá măng. Ngoại hình đẹp. Rồi, giá công khai mã số 7, giá sẽ là 85k nha anh em, 85k mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 sẽ lên cho anh em một con bóp. Đó. Đây, tên đây nè. Đây, một con si bóp, một con bóp biển nha anh em. Rất là đẹp nhá. Anh em, đó. Một con bóp chuyên về cho anh em câu câu biển nha anh em, câu biển, câu rần. Đó, anh em có thể câu đầm cũng được. Đây, phản quang của nó đây. Rất là xịn. Đó. Hai bên đều rất là ok nha anh em. Phản quang của nó thì không còn gì phải bàn. Ngoài hình rất là mới nhé. Thì con bóp này nó sẽ dài thế là 111 mm cho anh em. 111 mm. Con này nổi và nặng sẽ được là 10.5 g nha anh em, nặng 10.5 g. Đó. Con này đánh nhông là hết bài. Rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 8, giá sẽ là 135k nha anh em. 135k mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 sẽ để cho anh em là một con Lucky Cat. Lucky Cat Soul Sat. Lucky Cat Penguin Sat nha anh em. Đây. SB. Đây, con này phản quang cũng rất là xịn nha. Đó. Con này dạng đi lửng nha anh em. Con này dạng đi lửng. Phản quang rất là tốt, ngon lành. Lử thì cũng còn bé ngót luôn. Đó. Thì con Lucky Cat này nó dài sẽ được là 58 mm cho anh em, dài 58 mm, nặng là được 5 g cho anh em, nặng 5 g, dài 58 mm. Con này anh em về câu hoàng đế ngon lành nhá, câu hoàng đế. Đó, anh em không thôi câu chẽm, câu cá hanh, cá cháp. Rất là ok nhá. Rồi, giá công khai mã số 9, giá sẽ là 85k nha anh em, 85k mã số 9.
đó. Rồi tiếp theo lên đây, lên đây là cho anh em mấy con cờ rắc nha anh em, mấy con cờ rắc, mấy con cờ rắc này là của hãng USB đó, tên nó đây nè đó. Cái này được 3 con, mã số 10 nha nè, mã số 10 để mình lên con này trước, con này nó xây xác rồi nên bản giá rẻ. Bây giờ đây một con cờ rắc của hãng USB đó, đây này. Cái này nó dính sơn nên xây xác cho nên em đó. Thì con rắc này thì nó dài sẽ được là 50mm nha nè, dài 50mm, nặng sẽ là 10g. Và con này vẫn chuyên về cho anh em câu lóc nhé, câu lóc, câu cá nheo, câu hanh, câu cháp, câu chẽm nó vẫn ăn nha. Đó. Con này có tính và có bi chả ném nữa nè. Đó. Con này thì nó xây xác rồi, đó, xây xác tương đối. Rồi giá công khai mã số mừng, giá sẽ là 60k. Nha anh em, 60k mã số mừng. Thôi, con này 50k nha anh em. Đó, con này 50k, mã số mừng 50k nhé. Con này 50k. Tiếp theo bên đây, mã số mừng thì mình được hai con này nữa. Hai con này thì mới nha anh em. Đây. Anh em. Trung hãng nha. Mồi của Nimiki, của USB. Đây. Dài vẫn là dài 50mm, nặng vẫn là 10g đó. Và mấy con này nó dạng nó nổi nha nè, dục xuống nước nó sẽ nổi đó. Và nó lặng, nó nặng mát của nó được là 60cm. Đây, hai con này tương đối mới nha, con này còn lử luôn và lử nó còn bé ngót. Rồi giá một con này, giá sẽ là 70k nha nè, 70k một con, mã số 10 nhé, mã số 10 70k một con. Tiếp theo mã 11. Mã 11 là cho anh em vẫn là mồi của hàng USB nha anh em, USB. Mà hai con này là hai con tí nị nha anh em, hai tí nị nhỏ một tí. Đây. Rất là thấy cưng nha anh em. Đó. Cái này anh em về câu lóc nè, câu nheo nè. Đó, câu cá cháp, cá hành. Mấy cái rắc này thì đánh rất là chất lượng nha. Đó, nó lắc cực kỳ luôn nha anh em, để xuống nước kéo là lắc qua lắc lại cực kỳ lắc luôn. Anh em câu hoàng đế cũng được. Đó. À, câu cá ngao đó, đây đây là chọn rất ok nhé, tên của nó đây nè, Tini đó. Thì con Tini này thì nó dài chỉ có là 7, dài chỉ có là 48mm nha anh em, dài 48mm, nặng 7g đó. Rồi giá mã số 11, giá sẽ là 80k nha anh em, 80k một con, mã 11. Tiếp theo mã 12. Mã 12 gửi cho anh em vẫn là một con mồi của USB đó, vẫn có hàng Mikaki gì đó sản xuất nên nè đó. Thì con USB này thì nó bự một tí nha nè, phản quang tốt đẹp. Thì con này nó sẽ dài sẽ được là 53mm cho anh em, dài 53mm, nặng 10g đó. Rồi giá công khai mã số 12, giá là 70k luôn nha anh em, 70k mã 12 đó, tương đối đẹp. Tiếp theo mã 13, mã 13 sẽ lên cho anh em là một con CB001. Đây, con CB001 này vẫn là chuyên về cho anh em câu lóc nè, câu cá nheo, câu cá ngao đó, anh em câu hanh, cháp, câu chẽm đều rất là thích, nó vẫn ăn như nè đó. Loại mấy con rắc này thì dạng câu đa năng này đó. Đây, mắt của họ có, họ làm rất là đẹp. Con cờ rắc này thì hãng của hãng Lucky Cat nha anh em, Lucky Cat C001 đó. Ngoại hình rất là đẹp nha. Rồi giá công khai mã số 13, giá sẽ là 80k mã 13. Và con này nó dài sẽ được là 54mm nha anh em, dài 54mm, nặng là 9.4g, nặng là 9.5g nha anh em, 9.5g, dài 54mm. Rồi giá là 80k mã số 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 lên cho mọi người là một con C100, vẫn là hàng của Lucky Cat. Và anh em thấy nè nè, con này phản quang tốt nha, xịn nha anh em. Đó, hàng xịn nha.
quá ok luôn, rất là xịn. Thì con mã 14 này thì nó sẽ là một con hàng của hãng Lucky Cat nha nè, Lucky Cat. Thì con này nó dài là 60mm nha nè, dài 60mm, nặng là 11g. Và con này giá của nó sẽ là 80k nha nè, 80k. Đó, mã số 14 vẫn là chuyên về cho anh em câu lóc, câu nheo, câu cá ngao, câu chẽm nha. Mấy con rắc này thì đa năng. Tiếp theo mã 15. Mã 15 lên cho mọi người là một con ZAK52F. Đây, con này dạng giống như là 3D rồi. Đó. Nó có một cái thanh kim loại ở trong, nó phản quang rất là tốt. Mắt của nó họ làm rất là đẹp luôn. Đây. Đây nè, góc nào cũng thấy nó chiếu chân nè, thấy không? Đó. Đây. Xuống nước thì con này lắc cực kỳ nha anh em, lắc cực kỳ luôn. Thì mã 15 con này nó sẽ nặng là 8g nha anh em, nặng 8g, dài sẽ là 52cm 52mm. Rồi, giá công khai mã số 15, giá là 80k luôn nhé, 80k mã 15. Tiếp theo mã 16. Đây, tên của nó đây anh em, nó một con grab nice rocking như nè, đó. Đây, mấy con mồi Nhật thì cặp mắt của nó là lúc nào họ cũng làm rất là sắc sảo nha, rất là có hồn nha anh em. Màu ok nha anh em, màu xịn sò. Thì con này mã số 16 thì nó sẽ dài sẽ được là 55mm nha anh em, dài 55mm, nặng sẽ là 10g. Rồi, giá công khai mã số 16, giá là 70k nha anh em, 70k mã số 16. Tiếp theo mã 17. 17 gửi cho anh em là một con mồi của hãng, tên của nó đây anh em, HC Rod gì đó. Đây. Vẫn là một con crab nha anh em. 17 gửi cho anh em một con mồi crab, dài sẽ là được 50mm cho anh em, dài 50mm, nặng 7g. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 70k. 70k mã số 17 nhé. Mồi còn rất là đẹp nha anh em. Con này còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo gửi cho anh em là một con mồi dít, dít hay con một con mồi đánh gần nè, tên nó đây đó. Có gì đó nè, đây có lử đi theo luôn nhé. Con này dạng chiên gần này đó. Cái đuôi này sẽ tạo action lử đây, và một cái lưỡi ba tiêu nữa. Phản quang thì đẹp anh em, rất là ok nhé, xin cho. Thì con 18 này nó nặng sẽ được là 33g anh em, nặng 33g đó. Kéo dưới nước sẽ lắc qua thế này, lắc qua lắc lại, lắc qua lại, rất là hút cá nha. Con này chiên gần chiên kè nha anh em đó. Rồi, giá công khai mã số 18, giá là 100k anh em, 100k mã 18. Tiếp theo mã cuối cùng, mã số 19. Mã 19 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Đó. Đây nè, một con Daiwa Seabass Hunter S. Đây. Con này thì dạng giống như hàng họ làm, không biết nói sao nhưng mà họ làm có cái xương con cá trong đây luôn nè anh em, thấy không? Đó. Cái này cũng dạng về sưu tầm cũng ok. Đây. Họ làm y hệt con cá luôn. Đây, họ làm có xương luôn. Đó. Đây à. Đây, em nhìn cái xương cá nè, đó, thấy không? Xương con cá có lử nè, nó táp vô đi dính liền. Thì đây một con Seabass Daiwa về cho anh em Dugan nhé. Con này nặng sẽ là bực 19g và dài sẽ được là 110mm. Và con này nó dạng nó sinh kinh nha anh em, phát sinh kinh sinh, con này chìm nhé. Đó. Rồi, giá công khai mã số 19, giá là 100k nha anh em. Đó, 100k mã 19. Rồi, đó tổng cộng 19 mã mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để shop điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ số điện thoại shop để góc này màn hình nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.